đó. Hello chào các bạn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rồi bữa nay hai anh em mình sẽ đi đặt bẫy ếch tiếp tục các bạn ơi. Bữa nay người ta gào ở đây quá trời, lại đây chui qua đây luôn. Giờ này không biết có gắn hộ không ta. Mẹ biết. Rồi bữa nay ủi dữ vậy ông nội. Ủi tới đây luôn rồi nè. Rồi mình sẽ đi bọc quanh đây mọi người ơi. Mình kiếm mấy cái hồ đang mình đặt. Ở đây coi dung nước này đặt không? Thôi, chỗ này không có đâu. Bữa nay nhân và cảnh đi bảy bữa mọi người ơi. Đi mình đi qua đây. Qua đây. Bò dân này nó còn ở đây kìa. Rồi bây giờ anh em mình sẽ lập ra cái bẫy mọi người ơi. Rồi. Đông mấy con ếch nhảy xuống luôn á. Ếch nhảy đây nè, nãy thấy rõ ràng đây có ếch nè. Cây mình chặt nổi luôn trời. Mọi người sửa sửa lọp rồi lại mới được. Nhớ ủng hộ hai anh em mình nha. Đâu, lấy mồi ra. Cua nha các bạn. Cua. Cua. Phải không? Cua. Cua. Ba con cua. Đầu cá cua luôn. Mát mùi. Mùi dữ quá mấy bạn ơi, nhân chịu không nổi luôn rồi. Quên. Qua đây mình sẽ đặt tiếp nha. Có cũng có vui cũng được. Đâu giờ anh em mình đặt đây thêm cái nữa nha mấy bạn. Rồi mình sẽ đặt thêm cái nữa. Dạ sẽ chọn. Quá mấy bạn ơi. Trời ơi mũi nó cắn à. Làm đây cái nữa đi. Thank you.
Ôi trời. Đâu mấy cây này đâu gai không hả anh? Không cái nào ở mấy cây quỷ cây gì mà gai không có ổ ong nữa kìa. Có theo ổ ong không thấy có con nào đó không? Có ngày nè mai mốt đi cắt cỏ được ghê không các bạn? Bạn thấy mình cắt cỏ không? Anh trời ơi gai nè, gai dao lục gì đâu phải lục. Trời ơi ủa sao quên đẩy này rồi? Đẩy này mới được. À, đắp cỏ. Quên bạn ơi. Quên nha. Ở qua bên đây nó là nhau. Đây hả? À. Cầu máy kìa. Cầm máy cho. Trời ơi. Ủa con gì nè. Ủa con gì lậu bên kia kìa 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 kìa. Thấy không? Nó con gì á? Hả? Dòng cái hồ luôn. Ờ bữa nay dứt đại dòng cái hồ này luôn. Dính không dính thôi. Chơi luôn. Dạ luôn. Dứt luôn ơi. À, hai anh em mình đặt thêm đây cái bẫy nữa nha các bạn. Đặt cái nữa đi. Đặt cái nữa. Hôm nay mình sẽ vòng vòng trong cái khu này mọi người ơi. Mặt trời xuống các bạn.
một mớ cỏ. Ở dưới chân luôn ấy. Gai không à đủ. Ui dao gì mà nó lục. Thôi. Nấu luôn đi. Gì không là không thấy con vua. Thấy đã. Rồi cái này cái thứ tư rồi nha các bạn. Mình đi tới đây ếch. Ếch nó nhảy xuống này một cái đung như các bạn ơi. Bây giờ mình quyết định mình sẽ đặt chỗ này một cái lợp nha các bạn. Biết đâu ngày mai dính một ếch cả tí sao các bạn. Dính ký cho cái lợp này banh luôn. Bây giờ mình còn cái một nữa các bạn. Đó. Đợt của mình yếu quá bạn ơi. Chiều. Vậy. Dưới coi coi dắt coi đệ gì không? Đây hả? À? Thôi mũi trắng quá mấy bạn ơi. Đây. Đây mình dọn cái ổ cái đã. Để anh cứu mình dọn cái ổ. Ôi gái, nhanh nhanh nhanh. Đặt bên kia. Hả? Không. Chỗ này ngon hơn. Này. Đứng đứng này đúng rồi. Thấy không? Sao? Thấy không? Nó đứng này góc góc này quay qua. Cái này nè. Thôi đứng đây rồi. Đứng đây rồi. Gai không hả bạn ơi, phải làm cho nó ngon mới được. Đấy, chưa ngon này ăn lắm. Ủa, ngon mới được chú, chú mấy triệu á nè. Đặt đây đâu ếch chưa vô rồi nhảy đi luôn. Mình đi thăm câu thăm bẫy ếch các bạn ơi, không biết có chín hay không. Mình thăm bẫy ếch các bạn ơi, không biết có dính hay không, không biết. Ngày qua mình đi bẫy mà thấy nó đi mà ếch nó nhảy phục phục giữa bạn chỗ này nè. Ây da. Không có à bạn ơi. Giờ mới đặt thế lực không. Bắt cua luôn.
nhảy cái ụt xuống đó kìa mà nó không vô. Cua luôn bạn ơi, bắt cua bắt ốc luôn, ốc đây. Chiều nay mình sẽ tiến hành làm mồi khác bạn ơi, mồi này nó không vô thì mình làm mồi khác. Đi kiếm ăn mà, mình làm mình kiếm ăn mà chứ đâu quá vô bạn ơi, nhái. Nhái vô chứ ếch không vô. Rồi. Chỗ này nghe quá, mình đặt dưới đây là một ếch nó nhảy. Nhảy ụt ụt xuống gì đó mà tại sao mình đặt nó lại không vô. Cua kìa, cua quá trời cua luôn. Ở dưới này cá nhiều quá mọi người ơi, cua cá. Thấy tình hình ghê, thấy không xong rồi mọi người. Đi con gì nó vô nó ăn, nó chui ra luôn rồi mọi người. Nè, nó chui vô nó ăn rồi, nó xé lọt nó ra luôn rồi mọi người ơi. Chỗ này ngang qua ếch á, nó nhảy mọi người. Rồi lọt này bỏ đi mọi người ơi, không đặt lọt này nữa. Đây nó vô, nó tung quanh luôn mọi người. Là mình phải làm cái lọt cho nó chắc chắn là chút mọi người ơi. Mình sẽ làm lọt khác đi. Lọt này đặt nó vô nó chui ra được hết trơn à. Mọi người thấy không? Ồ nó tung dữ lắm, tung. Nó tung tới lủng một lỗ luôn. Nó vô hai cái mà nó vô một cái mọi người, nó vô nó tông. Tông banh luôn. Hiu rồi. Đây không có mọi người ơi, bữa nay không có. Nghe thử coi cái cuối cùng thì có không cả nhà. Đây, cái này mình đặt nằm dưới mương cả nhà ơi. Hả,
đừng con cả nhà ơi, đừng con. Vậy được đừng con nghe cả nhà.